Wednesday. Xin kính chào quý vị khán giả của Đẹp 24/7. Tôi là MC Phương Thảo của ngành Makeup. Quý vị thân mến, Đẹp 24/7 đã cùng đồng hành với các quý cô trong suốt 3 năm và với một tiêu chí xuyên suốt, đó là phụ nữ không phải là nên đẹp mà là phải đẹp. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới các quý vị một phong cách makeup đang rất được thịnh hành hiện nay và có tên gọi đó là Lady Beauty Makeup. Phong cách này sẽ được thực hiện như thế nào? Hãy cùng theo dõi những thao tác đến từ chuyên gia của chương trình. Wednesday. Là một xu hướng trang điểm dành cho các cô nàng tiệc tùng, nên ưu tiên lớn nhất vẫn là vẻ đẹp tự nhiên và lớp trang điểm ổn định trong một thời gian dài. Và muốn như vậy thì một lớp nền tốt chắc chắn là yếu tố không thể bỏ qua. Hãy sử dụng các loại tông nền trùng với màu da, tán thật đều và nhẹ trên khuôn mặt. Các bạn cũng nên đánh nhẹ một chút ở phần cổ, tránh cho da ở hai vùng này bị lệch màu, trông sẽ rất mất thẩm mỹ. Tiếp đến là tạo khối, một bước quan trọng nhưng cần nhiều kỹ năng để thực hiện tốt. Sử dụng kem nền màu tối ở các vùng như xương gò má, sống mũi, cằm hay vùng chữ T, tán đều bằng cọ đầu tròn. Bước này giúp khuôn mặt bạn trở nên thon gọn hơn, đồng thời làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt. Cuối cùng dĩ nhiên là son môi. Ở các môi trường đông người, son đỏ luôn là lựa chọn tối ưu để thu hút và gây ấn tượng. Đừng quên điều này nhé! Lộng lẫy, sang trọng và quý phái, đó là ba tính từ để nói về Lady Beauty Makeup. Với yêu cầu cao về kỹ thuật cũng như khả năng lựa chọn tông màu thì có thể phong cách makeup này sẽ hơi làm khó một chút đối với những cô nàng mới tập tành trang điểm. Tuy nhiên quý vị cũng đừng quá lo lắng bởi vì Đẹp 24/7 luôn gửi tới quý vị những hướng dẫn chi tiết trong từng công đoạn và quá trình makeup. Hãy cùng chờ đón trong những số sau của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Để có cơ hội sở hữu phần quà từ chương trình Đẹp 24/7, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình theo địa chỉ hòm thư đẹp247.vtv@gmail.com. Hàng tuần, chương trình sẽ dành tặng một phần quà hấp dẫn và duy nhất cho bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất. Chúc các bạn may mắn!